Ngày 1 tháng 2 năm 2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Vĩnh Ngươn phối hợp đoàn thể phường, công an quân sự, đồn biên phòng Vĩnh Ngươn, tiểu đoàn bộ binh 511, ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo phường tổ chức gói nấu bánh tét với chủ đề gói bánh tét mừng xuân Giáp Thìn năm 2024. Tại đây, các hội viên phụ nữ, các lực lượng đã tham gia gói và nấu 250 chiếc bánh tét từ các nguyên vật liệu truyền thống như gạo nếp, đỗ xanh, thịt. Toàn bộ số bánh sau khi nấu sẽ được phân bổ về các đơn vị của phường. Qua hoạt động tạo mối liên hệ mật thiết, tạo không khí vui tươi, đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ công chức phường, lực lượng vũ trang, các khóm và nhân dân trên địa bàn phường.